Và dự thi tiếp theo thí sinh Nguyễn Trường Lý, bài dự thi Tình Nước Ru Hời, tác giả Nguyễn Lâm. Và dự thi gặp báo chí Chim Quyên vòng mẫu vòng 1, vòng 2, thí sinh chuẩn bị Nguyễn Ngọc Điệp. Và cái điều này là cứ nãy giờ là các em cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều,
cái hơi em thì tốt, cái tương lai của em rất là sáng. Thế nhưng mà cố gắng nghe lại, nghe thật kỹ về cái dây đờn và cái cảm âm của mình khi mình nghe cái dây đờn đó, mình phải phát âm nó như thế nào để cho nó cho nó vô giống như là mình học bên thanh nhạc vậy đó. Đồ đi đi thì ở bên đây mình hòa sự sang xe cống thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà em, các em nói riêng với em và nói chung với các bạn từ sáng tới giờ là mình cố gắng mình nghe được cái giọng đờ, cái tiếng đờ và cảm âm được cái điều đó thì các em hát chắc chắn sẽ chuẩn nhé. Chúc mừng em.